너무 사랑해. 고맙겠어. Ok, cho xem cái số 8 nha. Cô dạy ra nó thưa nhỉ. Ít nhỉ chị nhỉ. Ít hẳn đấy. Chưa khiếp nhỉ. Dạo này cũng không make nhiều nữa đúng không? Em không. Đấy. Em chỉ mua mỗi kem chống nắng nhưng mà da em nó cũng khác mà. Ừ. Em đi làm ở cái chỗ nhiệt độ cao mà em không dùng tia chống nắng, à dùng kem chống nắng không được. Mà bụi quá chị Linh ạ. Nhưng không dám sử dụng cái gì, chỉ để mặt mộc thôi. Bụi cũng phải bôi. Bụi cũng vẫn phải bôi chứ. Em cứ sữa đỡ mụn đi là em dùng được hết. Vậy. Hôm nhỏ, từ xa quá xong rồi một mình ấy. Đi ngại ấy, nó hết cổ. Thế phải đi mua cái rỗ bông tay. Nên bấm bông tay ra để dương ra chỉ với chị em mình rồi. Không ai rồi mà. Đấu đi. Chị sợ luôn đúng không? Sợ gì? Thức ăn có thôi đi. Tôm gà thế gì đó. Bản tâm anh mua rau, mua đậu thêm ăn cho đỡ ngấy. Gà vẫn chưa bỏ xuống. Ôi gà ăn qua làm gì? Ăn ngon. Ô gà ăn ngon phết. Chị nhìn nhà đấy chị mổ gà đấy ngon mà. Nó cho bà một con phải không? Vâng. Thế bà lại bảo con ở trong bà lại không được ngon. Vâng, gà trong bà lại không được ngon. Nó thì đã là bổ tùy dạng, nó tìm từng con. Đấy, không phải con nào. Có kiểu trong cô ăn đấy. Nhưng mà chồng em đi ăn gà kia mà lai đông cáo ăn chán á. Nam cáo ăn nó nhạt, da nó nhão. Lai đông cáo không phải đâu, nó tùy từng con ý, chứ lai đông cáo. Sao lại thế nhỉ? Cứ theo con. Hôm qua, hôm trước ăn con đấy nó nhão, nhạt. Sợ thế. Mày giống như kiểu người thế, tình thịt người. Nếu mà gà mà chuẩn nuôi thóc của nó thì nó lại khác. Gà chuẩn nuôi thóc nó khác. Cùng người sáng người muộn. Cái con gà cho cô mấy con gà khác. Mở hơi đắt đi cô ạ. Gà 85.000 là bao nhiêu? Là gà gì? Ủa gà ăn cám. Gà cả vườn ăn cám. Nhưng mà không thích ăn gà ăn cám mà mấy người. Cứ bảo hai loại gà đấy ăn loại gà nào. Ăn gà ăn thóc chứ không gà ăn gà ăn cám đâu. Người gà ăn cám vớ phải con khi ngon ăn chán ấy. Gà em ông ăn cám. Nó tùy được con
chị Hồng, chị à chị Phương, chị ăn, chị nhắn tin ngon lắm em. Nhà em toàn là ông toàn băm cây chuối à, trộn thóc à, trộn cá à. Nhà mình đang ăn gà ngon thế, ăn phải cái con gà kia nó khác hẳn. Ông em chả ngày nào nó không băm rau, như kiểu không có việc gì làm ấy. Thì em thấy thế rau ở nhà chồng à? Cây chuối ở nhà ấy sẵn rồi. Nhà chồng hồng bụi hả? Vâng. Hồng bụi chuối. Cám thì cứ lần nào đi sắt gạo là có cám. Nhà có nhiều? Dạ. Ông bà chả ra bán gì? Vâng. Để thôi, nhà ăn mới cả cho nó đẻ trứng thôi. Bán đấy, lười quá, chắc đồ chục con chứ mấy. Sao chị không chụp lại mặt đấy cho em tiếp? Tiến cuối tuần sau mới về được hả Tiến? Kìa mà Tiến ở nhà ngày nào cũng đến làm như này này. Làm ở đâu vậy em? Đi làm chưa? Phát hiện bây giờ phải tìm. Chứ lấy đến đâu rồi? Giày ca đến đấy. Ôi bác Cải ơi, hết giờ rồi. À nhất rồi. Nó bảo hôm nay nó ra nhưng mà tình hình bố đó, nó phải xem bố nó thế nào. Đến nó hòa đồng khác hẳn với cái con bé kia. Đến nó còn cười. Nó chưa đến chả ấy. Gần. Máy của Kiên quay sướng hơn máy của chị đúng không? Sướng mà, lé.
con. Chị làm con 11 cho em. 11 bao tiền? Mình muốn mua cũ nhưng chỉ hơn chục thôi. Còn đập hộp thì phải hơn 2 triệu. Này có lâu rồi em? Mấy năm rồi? Sẹo thâm. Máy chị giờ còn lấy lét thôi. Đây, con đi ba cái. Thôi không tính bằng ngón tay con này. Nhưng mà cũng làm cộng được. Con trừ ba cái bên đó thì cứ để máy tính này. Cộng 5 này. Cộng 5 trừ 3 gạt 5 và 2 lên. Thế là còn mấy? Đấy. Không, gãy 5 mà. Gãy 5 lên mà. Cộng 2 vào mà. Bằng 5 trừ 3 bằng 2 à, bằng để cho con. Cộng 3 bằng 5 trừ 2. Ừ. Cộng 2 bằng 5 trừ 3. Ừ. Ngược lại cộng 2 bằng 5 trừ 3. Chưa, đang đưa cho con thằng máy. Chưa. Tối có. Ơ da. Cái đầu. Đang làm đấy. Mặt ông Tú hôm qua chắc nhỡ nhỉ. Mấy 40 phút. Hôm qua quay của Tú xong rồi lấy mấy cái mũi rủi thun thút ra thì đéo quay được chứ. Đi ra nó bắn vào mặt đây này. Chỗ của em rất nhiều nhé. Những người nỗi chân lông hay hay có hỏi tai á. Bút đấy là bút của mẹ đấy con ạ.
Đây thì bạn nhân tóc. Đây phải dùng thuốc mà nó mới rút được ra. Không còn cái nào ngon nữa, không tí nữa hút sao. Lấy cốt đi chị ơi, lấy cho bạn một lọ cốt về đắp đi. Uống dỗ cho rồi, tặng luôn. Lọ cốt. Tối nào cũng đắp qua đêm như này em ạ. Hút, để hút. Bốn trăm. Anh đợi bạn kia bạn. Chị Huyền đang làm à? Tí bạn kia bạn đi. Bạn kia bạn đi. Rồi, hết rồi thì vậy. Đây, 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 đây. Em ở nhà còn cái gì bôi không? Bôi hết chưa? Múc cả cốt lẫn nước nhá. Cả cái cặn, cái bã của nó một tí nước 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 bên trên em. Xong em pha với nhau, em đánh bằng ngón tay. Đánh ngón tay, lấy ngón tay đánh đều lên xong rồi quần lên trên mặt nhá. Cẩn thận rồi rớt ra áo lại hỏng áo. Thế còn ở nhà dùng cái gì nhỉ? À loại cân bằng à? Cân bằng bôi ban ngày nhá. Thế thôi, khi nào về thì được lại lên nhá. Ừ nhá. Phấn khởi. Stop.